Rồi bây giờ tất cả các chúng ta cũng vậy, cũng có cái tâm thành Phật được. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chưa được thành Phật đó là sao? Là Đức Thầy mới nói tiếp qua câu thứ hai là bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ, là bị cái vô minh thôi, chứ không có gì lạ. Cho nên chúng ta bị vô minh, cho nên cái nào cũng ham, cái nào cũng thích. Hết cô bác anh em chưa đồng đạo á, là có nhiều khi biết tội làm càng, thấy không? Biết tội mà làm càng vì dục vọng không dằn nén được, bị đời kéo đi xuôi một nước, ít có ai đi ngược dòng đời. Biết bữa nay sung sướng ăn chơi chứ chẳng biết ngày mai khổ não. Bị này đây, bị vô minh nè, làm người khờ khạo, hồng trần là giả tạo cứ mê, cẩu siêu sanh quên lối trở về, còn kẻ nãy nẻo địa ngục á thì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Và kính thưa các vị lớn tuổi đại diện cho gia tộc, và kính đến chị Hai đại diện cho gia đình, cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên. Và kính đến quý ông, quý bà, và hầu hết toàn thể quý cô bác, anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho đấng thân của đồng đạo Hai Thâm, mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần chúng ta nhận được tin này, tất cả chư quý vị trở về đây dự diện được đông đủ để góp phần cho gia đình lát nữa đây, để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hương linh người qua giảng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhã tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và hàng năm nơi gia đình của đồng đạo Hai Thâm đó là có hai ngày chánh lễ kỷ niệm, là vào ngày rằm tháng năm, và cũng có tổ chức long trọng mời tất cả chư quý vị trở về dự diện. Và hôm nay là cái ngày mùng 3 tháng chạp, và đồng đạo cũng như là có một cái tinh thần khả dĩ, cho nên rất là hâm mộ về vấn đề Phật Pháp, và muốn cho tất cả đồng đạo đến nhà dự ở trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm được đông đủ. Và mỗi năm như vậy đó, và hàng ngày hàng tháng mà tất cả chư quý vị được biết đó hen, là chị Hai đó là gần tới một tháng hai tháng chuẩn bị cho ngày đám giỗ, lo nơm nớp, lo dữ lắm lo, và hỏi thăm với chúng tôi hoài, không biết đám coi như là quý vị đến dự được có đông không, và có ai coi như là có bỏ lòng chị không. Nhưng mà hôm nay là chúng tôi thấy tất cả chư quý vị trở về đây đó là dự diện được đông đủ như thế này đó, là không có bỏ lòng chị Hai. Và quý vị mình thấy chị Hai cái mái tranh đó, cũng như là trong cái hoàn cảnh tình huống như thế này đó, nhưng mà trong cái đạo đức rất là thâm sâu, nghèo bạc vàng chứ đạo đức không có nghèo, thấy không? Cho nên bây giờ cái tinh thần hết sức là quý giá và tráng lệ vô cùng, cho nên mới tổ chức long trọng như thế này. Cô bác anh em chứ đồng đạo, quý vị mình được biết có nhiều người người ta bạc tỷ luôn đó, có bạc triệu luôn đó, nhưng mà trong cái cuộc đám giỗ mà tổ chức như vậy đó là cũng cả cái vấn đề khó. Cũng như điển hình hôm qua đấy hen, là chúng tôi cũng thấy gia đình của chị Ba với đó cũng rất là hâm mộ Phật Pháp đó, và cũng mời đồng đạo là chuẩn bị là 10 bàn cô bác anh em với đồng đạo, nhưng mà khôn nổi đó, không biết với cái tình huống nhân duyên sao mà đi đâu có 3 bàn. Cho nên chúng tôi cảm động với một cái tấm lòng của chị hết biết vô cùng cô bác anh em với đồng đạo. Đây là một cái việc là làm của tất cả chư quý vị cũng như đồng đạo chúng ta kết nối, là một nhân duyên sâu đậm. Nếu như mà thiếu nhân duyên là chúng ta không thể thực hiện được cái điều này, thưa chư quý vị. Cho nên người xưa có câu là nhất gia hữu sự bá gia ưu, có nghĩa là một cái người mà có việc thì trăm nhà đều lo. Mà như vậy thì quý vị mình là trong khi đó chăm nom cùng với nhau, và đồng đạo mình thường hành tới với nhau, và trong đó coi như là thể hiện lên tinh thần đoàn kết, là thương yêu lẫn nhau như con một cha, để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Là khi hỗ sự đồng đạo mà mình coi như là chăm nom và tới với nhau, như vậy là thể hiện lên cái tinh thần hết sức là quý giá. Vậy thì hôm nay ban tổ chức sắp xếp chương trình trao đổi Phật Pháp, và vừa rồi quý vị mình là cũng lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của đồng đạo năm tiếp, và đến tất cả chư quý vị qua cái tiêu đề là việc đạo đức bất cần thối thắng, chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi.
Có nghĩa là chúng ta tu làm sao để mà thành công kết quả được là do nơi chân trong cái chỗ chữ bền của chúng ta. Nếu như chúng ta thiếu cái chữ bền, tất nhiên là không bao giờ thành công đắc quả được. Cô bác anh em chuyên đạo, nên đồng đạo năm tiếp mới nói lên qua cái chữ bền để cho đồng đạo của chúng ta cố gắng để mà hành trì, đeo đuổi trong cái cuộc đời hành đạo của mình cho đến ngày thành công viên mãn. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ sau gọi là chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn, quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sám thi giáo lý Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay, tất cả chư quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu, 4 câu hoặc giả là trong nội dung. Rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót. Đó là sự mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để cùng nhau đáp đền ân Tam Bảo trong buôn một. Thôi thì chúng tôi cũng tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Và chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, giờ đây xin mời quý vị lên đặt câu hỏi quý vị. Rồi. Mời ông Tám. Nói chuyện hai cái ông đó đó. Quay lại luôn. Ông Tám là ưu tiên. Dạ chứ còn tiếng mạnh không đó. Kính lễ cho nhớ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa giảng viên, trong giáo lý Đức Thầy có câu: các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà có khổ. Vậy các chúng sanh đều có như ta như thế nào? Và quay nên quay lộn ta bà có khổ ra sao? Xin giảng viên giải dùm. Thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay văn dày của quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp trao đổi giáo lý. Và để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được ông Tám nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy trong đó 4 câu. Và trong 4 câu giảng đó là: các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Thưa chư quý vị, qua 4 câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết đó là được trích từ trong quyển 5, tức là cái quyển Phiến Thiện. Mà quyển Phiến Thiện đó thì Đức Thầy viết đó vào năm Tân Tỵ, năm 1941, và viết tại nhà thương chợ quán, có tất cả vậy là 776 câu mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây 4 câu cho chúng tôi bàn. Vậy thì đồng đạo mới nêu lên qua 4 câu giảng như trên để mà hỏi qua cái ý và những lời lẽ của Đức Thầy dạy cho chúng ta ra sao. Thưa chư quý vị, vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời cùng tất cả chư đồng đạo để mà theo dõi nghiên cứu qua coi như là 4 câu giảng mà được đồng đạo nêu lên. Thưa chư quý vị, vậy thì trong 4 câu giảng này có lẽ là đồng đạo chúng ta đọc, học và thuộc lòng hết rồi, phải không? Ai cũng thuộc hết 4 câu này hết. Và khi chúng ta đọc học thuộc nó dường như nó cũ trong 4 câu giảng, nhưng mà khi dở ra rồi đó thì thấy nó quá mới, và trong khi đó ý nghĩa rất là sâu xa của bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ trong 4 câu này, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi còn là Thái tử Sĩ Đạt Ta, khi dạo 4 cửa thành rồi thì Ngài mới thấy hoàn cảnh coi như là tình huống của con người sống trong thế gian này không có cái gì tồn tại. Nào là sanh, nào là lão, nào là bệnh, và cuối cùng cái chết, tất nhiên là sanh lão bệnh tử.
Khi Ngài dạo bốn cửa thành xong rồi, Ngài về mới khoác khoải lo âu. Và trong khi đó Ngài mới tâu xin Phụ Vương cho Ngài để xuất gia để tìm đạo. Rồi Đức Phụ Vương tất nhiên là ông vô tịnh phạn không cho. Nhưng mà Ngài quyết định rằng coi như là giữa lừa đêm khuya mới lén trốn vào rừng, mới lìa cha già vợ đẹp con cưng thân chẳng xá xông qua bờ bụi. Cho nên bây giờ Ngài quyết định coi như là để mà xuất gia tầm đạo. Khi mà Ngài đã xuất gia tầm đạo đó thì Ngài thọ ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Thưa cô bác anh em trong đạo, vậy thì 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm sư học đạo, 49 ngày đêm tu luyện, và cuối cùng Ngài đắc quả vị gọi là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì bây giờ coi như là hồi đó là Thái tử Sĩ Đạt Ta thấy cái tình huống của con người chúng ta là bị vào con đường sanh tử không thoát được, cho nên Ngài mới xuất gia tầm đạo. Rồi hôm nay Đức Thầy mới nhắc lại trong quyển 5 cho chúng ta biết. Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta đó là đạo gần đất ma dương theo khuấy. Cho nên khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta gần đất đạo rồi, ma dương xuống theo khuấy, nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta tất nhiên là trong đó dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước khô trương độ chúng. Nghe không? Rồi mới tới cái đoạn này. Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta, mới bị vô minh vọng tưởng giải tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Thôi chưa quý vị. Vậy thì bây giờ hồi lúc đó Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo. Và sau khi đắc đạo xong rồi, Ngài mới thấy coi như là tất cả các chúng sanh cũng giống như Ngài. Vậy thì Ngài mới nói lên một câu nói cho tất cả các chúng sanh biết: ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sắp thành. Cho nên bây giờ tất cả các chúng sanh đều có như ta, tất nhiên là có Phật tánh giống như coi như là Đức Phật, không khác. Vậy thì bây giờ tất cả các chúng sanh đều có khả năng thành Phật, và cũng giống như là Đức Phật mà thôi. Hồi còn là Sĩ Đạt Ta với khi Phật Thích Ca có khác. Mặc dầu cũng chỉ là một xác, nhưng khi mê, khi giác khác nhau. Lúc còn mê thì mờ mịt lao sao, khi đã giác lào lào trong sáng. Mà mê với giác nói hai hình dạng, nhưng cũng từ một bản tâm sanh. Vậy hồi đó là Thái tử Sĩ Đạt Ta coi như là cũng có cái tâm cũng giống như chúng sanh thôi. Rồi bây giờ tất cả các chúng ta cũng vậy, cũng có cái tâm thành Phật được. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chưa được thành Phật đó là sao? Là Đức Thầy mới nói tiếp qua câu thứ hai là bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ, là bị cái vô minh thôi chứ không có gì lạ. Cho nên chúng ta bị vô minh, cho nên cái nào cũng ham, cái nào cũng thích hết. Cô bác anh em chưa đồng đạo là có nhiều khi biết tội làm càng, thấy không? Biết tội mà làm càng gì, dục vọng không dằn nén được. Bị đời kéo đi xuôi một nước, ít có ai đi ngược dòng đời. Biết bữa nay sung sướng ăn chơi chứ chẳng biết ngày mai khổ não. Bị này đây, bị vô minh nè, làm người khờ khạo, hồng trần là giả tạo cứ mê, cẩu siêu sanh quên lối trở về, còn kẻ nãy đều nẻo địa ngục á, thì giàu ra mòn gót, thấy không? Đó là chúng ta coi như là bị vô minh. Thì bị vô minh mà Đức Thầy mới phán bảo cho chúng ta biết: ác thứ 10 là đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hầu vô thị, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm chơn. Lo quyển thân là lo thân xác của mình, mà vật chất còn kém còn hơn, lo sợ mình thua người ta, lo cho người ta hơn mình, cứ việc lo thì quyển thân này vật chất còn kém còn hơn kém hoài, thấy không? Chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, và mới dệt lưới nghi đeo điều phiền phức là muôn việc đời. Trong khi đó là cái gì chúng ta cũng nghi hết, cô bác anh em trong đạo không, cái nào cũng nghi. Cho nên dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời cực khổ tan thương, chứ nữa là chúng ta bệnh rịnh cuộc đời không bao giờ mà chúng ta bỏ sót được. Vì vậy cho nên qua câu này là bị vô minh, bị vô minh không hề vọng tưởng giải tà,
là bị vọng tưởng mà chúng ta mới quay lộn cõi ta bà cõi khổ. Vì vậy cho nên bây giờ các chúng sanh đều có như ta, tất nhiên là tất cả các chúng sanh đều có giống như ông Phật. Mà sở dĩ chúng ta không thành Phật được là bởi vì chúng ta bị vô minh thôi, chứ không có gì làm. Cho nên đóng ngoặc kể quý vị nghe cái mẫu chuyện gọn gọn gì nghe. Một hôm nọ đó là có một cái con sư tử cái, nó đang coi như là đi trên rừng, và nó mang coi như là trong mình nó là một cái thai nhi con, tất nhiên là con sư tử con. Thì một hôm nọ đó, nó đang đi như vậy đó, thì bỗng nhiên trong khi đó đó là nó mới chợt ra, trong khi nó mới sanh ra cái con sư tử con. Mà khi sanh ra con sư tử con rồi, cái bà mẹ tất nhiên là cái con sư tử mẹ, nó bị bạo bệnh, con chết. Nó chết ở trong rừng. Rồi lúc bây giờ con sư tử con đó là bây giờ giống như là mình nói là mồ côi đi, tất nhiên là bây giờ nó không biết mẹ nó là ai. Thì bỗng nhiên coi như là trong lúc đó nó có một cái như là cái đàn cừu, nó đang đi ngang đó. Thì bây giờ con sư tử con này đó, nó tưởng đâu coi như là con cừu nó là mẹ của nó, nó mới chạy theo. Thì con cừu này coi như là thấy con sư tử con cũng thương, cho nên thôi coi như là theo thì theo. Rồi hàng ngày con cừu nó cũng cho coi như là bướm bớm để mà sống. Thì bây giờ cuộc đời của con sư tử đó, hàng ngày nó sống coi như là nó theo cái đàn cừu, tất nhiên là theo con cừu mẹ mà nó sống. Cô bác anh em chị đồng đạo, cứ nó sống hoài như vậy đó, tất nhiên là trong thời gian càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, vậy thì con sư tử con này nó quá thân, nó tưởng rằng nó là con cừu chứ không phải là con sư tử. Cô bác anh em chân đạo, cho nên một hôm nọ ở bên cánh rừng bên kia, con sư tử cha nó thấy con sư tử con, sao cái gì mình đi theo đàn cừu hoài, nó biết cái này là con của nó. Mà mỗi lần con sư tử cha nó lại là gần, bắt đầu con là sư tử con nó giọt, nó chảy, nó sợ coi như là con cỡ con sư tử kia nó ăn thịt nó, mà nó tưởng nó là cái con là con cừu chứ không phải nó nghĩ là cái con sư tử. Cô bác anh em trong đạo, cho nên mỗi lần gặp cha nó bắt đầu nó giọt, mỗi lần gặp cha là nó chạy bán chết bán sống. Cho nên một hôm nọ con là con sư tử cha đó, nó mới tìm cách đặng mà cho nó biết được coi như là mày không phải là con cừu, mày là con như là con sư tử. Cho nên nó gìn ở trong bụi gặm nghe. Bây giờ cái con cừu đang ăn cỏ non, thì bây giờ cái con sư tử nó nhào ra, nó hốt một cái con này bắt đầu nó cung bầy bẫy, nó cung cầm cặp, nó tưởng đâu coi như là con sư tử hốt nó đặng mà ăn thịt, đặng mà giết nó ăn thịt. Cho nên nó quá chừng nó ư, nó sợ, bắt đầu nó gian dái, nó lại coi như là ông ơi ông làm ơn ông tha tôi không có làm gì nên tội, mà ông bắt tôi ông giết gì tội nghiệp cho tôi. Mà bây giờ con sư tử cha nó không thèm nói, mà coi như là nó coi như là nó cấp đi thẳng xuống nên nó đến cái bến là tới chỗ cái hồ. Bây giờ á, là cái hồ nước im lặng coi như là trong veo của bác anh em trong đồng. Thì lúc bây giờ đó cái con sư tử đó nó mới lấy cái đầu của con sư tử con, nó mới ghì xuống, nó mày bây giờ mày coi lại đi, mày là con cừu hay là con sư tử, mày coi lại đi. Thì lúc bây giờ ha, là nó nhìn kỹ lại, nó nhìn kỹ lại mặt mày coi như là tướng tá gì, bây giờ trong cái hồ nó dạ nước lên hình bóng hen. Ủa sao mình con cừu mà sao giống cái ông này dữ vậy ta, giống ông này dữ vậy, tất nhiên là giống cái con sư tử cha. Cho nên bây giờ nó mới nhận diện ra bây giờ mình không phải là con cừu nữa, mà mình chính là con sư tử. Lúc bây giờ con sư tử cha bắt đầu nó mới rống lên một cái tiếng rống inh ỏi. Thì bây giờ con sư tử con bắt đầu nó bắt trước, bắt đầu nó rống lên một cái nữa, nó y giống như là cái tiếng rống của ông cha, là con sư tử cha. Cho nên sau khi nó trở thành coi như là con sư tử, coi như là con rầu đó, nó không còn là thành con cừu nữa. Rồi nó mới gống lên 3 tiếng vậy, bắt đầu nó vô trong rừng rồi đó hen, nó trở thành nó là thuộc về coi như là anh hùng của tất cả các loài vật, chứ không phải còn là những con cừu non bé nữa. Cô bác anh em dùng đạo, mẫu chuyện đến đây đóng ngoặc và hết. Bây giờ phụ bình nha cô bác anh em dùng đạo. Bây giờ phụ bình, tất nhiên bây giờ tất cả các chúng ta là con sư tử chứ không phải con cừu. Mà mình không nhận mình ra mình là con sư tử, mình là con Phật Quang Hùng, con của Ngọc Đế, con dòng Thích Ca, chớ nên câu nhẹ thân ta, hạ mình thấp thổi thành ra người thường. Mình đây có Chúa Tâm Dương,
quy danh lừng lẫy bốn phương khắp miền. Mình đây con của Phật tiên, con của Ngọc Đế, con coi như là của dòng Thích Ca cô bác anh em trong đạo. Vì vậy mình là con của Phật tiên, vì lại gì coi như là sai đắm mến ghiền trần gian, bao khen phải chịu làm than, bây giờ cha quyết đem mang mình về. Thấy không? Là bây giờ coi như là Đức Thầy cũng xác định cho chúng ta biết đó là nở đâu lại dài bừa đồng lội, cũng gốc ngài Thượng Đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Mình là con của ông Phật, con của ông tiên, mà mình nghĩ rằng mình con của ông ba bà bảy gì không biết, sống trong thế gian này rồi mình nghĩ coi như là mình con cừu không à. Rồi bây giờ ông cha của con sư tử đó là ai? Là thầy mình đó, phải không? Cho nên mình thấy chạy theo đàn cừu hoài. Rồi bây giờ Đức Thầy mới bắt mình, bây giờ coi như Đức Thầy mới lấy coi như là cái kiến để gọi, để cho chúng ta thấy. Mà Đức Thầy có không? Đức Thầy nói là ta chí dốc tầm đài nguyệt kiến, phải không? Tầm đài nguyệt kiến tất nhiên là đưa cái tấm kiến đó để mà cho chúng ta gọi lại, cho dương trần gọi chuyện sai lầm là mình để bị sai lầm lâu rồi. Mình sai lầm, mình nhận mình tất nhiên là chúng sanh không à, mình không có khả năng để thành Phật được. Cho nên Đức Thầy mới chí dốc tầm đài nguyệt kiến, đưa cái tấm kiến đó giống như là con sư tử, mà nó kéo con sư tử con đến chỗ cái bờ hồ, để mà nó sâu lại coi như là cái mặt nước, để mà nhìn thấy mình coi như là có phải là con cừu không, hay là con sư tử. Vậy thì bây giờ Đức Thầy đưa chúng ta tấm đài nguyệt kiến rồi đó, thì chúng ta soi lại. Thì bây giờ soi lại thấy mình là có đủ khả năng thành Phật, và có đủ điều kiện, mình là con của ông Phật chứ không phải con của chúng sanh, cũng không phải con của tam đồ, cũng không phải con của ngạ quỷ, không phải con của súc sanh, mà mình cứ nhận lầm mình con như là theo cái con ba đường ác không hả? Cho nên mình mới chạy theo cái con đường coi như là vô minh đó. Vì vậy cho nên coi như là sau khi mà con sư tử kéo con là cừu, con đó là cọp, con sư tử con nó nhận diện được ra rồi, thì bây giờ đó cái nó tự diễn coi như là trong khi đó là nó oai hùng liền, và tự nhận nó tất nhiên là con sư tử liền. Mà khi nhận con sư tử bắt đầu nó gống lên rồi, tất nhiên là mình đây là sư tử chứ không phải là cừu non nữa cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ tất cả các chúng sanh đều có như ta, tất nhiên là tất cả các chúng sanh đều có như Phật. Thì bây giờ ông Phật có gì là mình có đấy vậy, phải không? Mà tại vì mình không nhận diện mình ra là mình con của ông Phật, rồi mình cứ nói tất nhiên là mình con của chúng sanh hoài, làm chúng sanh hoài. Vậy hả cô bác anh em trong đạo? Vậy thì bây giờ qua câu này Đức Thầy nói là các chúng sanh đều có như ta, là tất cả các chúng sanh đều có Phật tánh giống như Đức Phật. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa Ngài đã nói rằng nhân nhân hữu tánh Như Lai, là mỗi người đều có cái tánh Như Lai, là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, là tất cả các chúng sanh đều có tánh Phật. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta có tánh Phật thì Phật phàm có, thế thôi đâu khó. Thì làm hay không việc đó tại người, mà người đâu bóng đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ai. Trong chất ướt tất nhiên có nước, trong cành cây có chất bông hoa, trong xác thân của kiếp người ta có thân thật, ráng mà tìm lấy. Bỏ thân giả thật, thân khó thấy, Phật khi xưa cũng phải dùng thân. Thân ví như thiền để làm chân đưa sanh chúng qua sông mê khổ. Nơi bánh giác khi thiền đã đổ, người bước lên thiền bỏ lại sông. Nếu người còn đang ở giữa dòng bỏ thiền tất là không tới bến. Dùng thân chớ lòng không chấp mến, nếu mến thân mến đến sự đời, sẽ làm cho các nghiệp không ngờ tất phải bị luân hồi để trả. Vì vậy cho nên mỗi người chúng ta đều có khả năng thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tất cả các vị tổ tam thập tam tổ và tất cả các vị thiền sư khi xưa đã đắc đạo, thì cũng chính do nơi con người của chúng ta coi như là mà thành công thôi, chứ đâu phải là do nơi đâu khác, phải không? Cho nên Đức Thầy nó muốn cho rắn đặng quá cù, tất nhiên là từ cái con rắn mà quá ra thành con cù, từ con cù mà nó quá thành con rồng, là chính vì cái thân xác cũng là con xấu mà thôi. Cũng như con người chúng ta mà được thành Phật thành tiên cũng là thân xác này thôi, chứ đâu có thân xác nào khác, phải không? Vậy thì bây giờ muốn cho rắn đặng quá cầu xả thân làm phước thì diêm phù vượt qua. Thì chúng ta nếu cố gắng làm phước, cố gắng làm lành, cố gắng tu tập, thì bây giờ tất cả các chúng sanh sau này cũng được đắc đạo giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa, chứ không khác của bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ qua bốn câu giảng này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng, và xin trả lại cho dân chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật.